Chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà tại Mộ Lương, Kiến Hưng, Hà Nội. Với cái căn nhà này thì là luộc đất dịch vụ hàng bè mọi người ạ. Ở đường trước nhà là 6m, vỉa hè hai bên mỗi bên 2,5m. Với cái căn nhà này diện tích 50m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Mặt tiền của ngôi nhà 5m, mặt hậu 5m, dài 10. Và căn nhà này hướng nhà Tây Bắc, vị trí thì rất là ổn luôn mọi người ạ. Đây, đường xá các thứ ô tô kinh doanh. Cái nhà này thì có thể kinh doanh văn phòng, hoặc là nói chung là cái này quý vị có thể tự cân đối. Còn cái thiết kế của ngôi nhà 5 tầng như sau. Mời theo em vào cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà, như quý vị nhìn thực tế thì ở đây đã chủ nhà đã ốp toàn bộ cái đá granite cho mình rồi. Thiết kế cửa thì là thiết kế một lớp cửa cuốn mọi người ạ. Và với cái căn nhà này mặt tiền rất là rộng, 5m, rất là thoáng. Và tầng 1 của ngôi nhà thì chủ nhà hiện tại đang thiết kế là cái phần để xe mọi người ạ. Với cái nhà này thì xe ô tô vào nhà thoải mái, thậm chí là hai xe ô tô vẫn có thể vào nhà được. Mặt tiền thì rất là rộng, 5m, dài 10. Đó. Với cái vị trí của cái căn nhà này thì nó là thuộc Mậu Lương, Kiến Hưng, thuộc với cái dịch vụ hàng bè, đi lại giao thông vô cùng thuận tiện. Nó cách với cầu Trắng, Hà Đông, nó phạm vi bán kính khoảng tầm 1,5 km. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện, gần với lại các bệnh viện lớn như bệnh viện Quân y 103, bệnh viện Ca Tân Triều, bệnh viện Bỏng Quốc gia. Với cái vị trí cái căn nhà này thì Ngọc Ánh phải chia sẻ thẳng luôn là cái vị trí đi lại rất là ok, gần như là trung tâm. Và giá chào bán hiện tại của chủ nhà đang chào bán là 7 tỷ 850 triệu đồng. Ở đây chủ nhà có thiết kế sẵn cho mình một cái ô để thang máy. Nếu như quý vị chủ nhà mới về mà có nhu cầu lắp đặt thang máy thì vẫn có thể lắp đặt. Còn ngoài ra thì quý vị có thể để không như thế này nha. Với tầng 1, ngoài cái thiết kế cái khu vực để xe thì ở đây có một cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh nho nhỏ này thì đáp ứng cho quý vị về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó. Thiết kế rất là hợp lý. Còn không thì mọi người có thể ở đây có thể kinh doanh văn phòng. Đây. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà, tầng 5 nữa, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao với giá chào bán 7 tỷ 850 triệu đồng, sổ đỏ đầy đủ, bao toàn bộ phí thuế sang tên. Mọi người ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư có ý định thiết kế là phòng bếp ở đây. Tuy nhiên thì ở đây là chủ đầu tư đang lưỡng lự ở cái phía tầng 2 và tầng 5 của ngôi nhà, cho nên đều đang để cái khu vực chờ để lắp tủ bếp. Nếu như quý vị nào đến xem nhà và ưng ý nhà thì có thể cân đối là lắp tủ bếp ở tầng 2 hoặc tầng 5 mọi người nha. Thì cái này là sau này là tùy cái công năng sử dụng để mọi người có thể cân đối. Còn cái tủ bếp ở đây nó có trong cái giá bán 7 tỷ 850 triệu đồng rồi. Đó. Đây là cái ô chờ thang máy nha. Đây quý vị có thể nhìn thực tế giúp em. Đó. Nếu như quý vị nào thích lắp thì có thể về lắp thêm nha. Và đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Đây. Với cái không gian phòng khách rất là rộng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc mọi người ạ. Với cái nhà này thì hai ô tô có thể tránh nhau trước cửa. Rất là thoáng. Vì nó là đất dịch vụ mà, rất là thông thoáng mọi người ạ. Xung quanh dân cư vô cùng đông đúc. Đó. Cái phần phòng khách của ngôi nhà thì thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng như là sổ đỏ được thiết kế chỉnh chu đầy đủ hết rồi. Tầng 2 còn có một cái phòng vệ sinh nữa. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa để sử dụng đáp ứng cho tầng 2. Đó, nói chung là nhà hiện tại có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review đúng cho quý vị như thế. Nghĩa là mọi người sẽ hỏi tủ bếp đấy thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ quý vị có thể lắp ở tầng 2 hoặc có thể lắp ở tầng 5 tùy mục đích sử dụng sau này. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang đây, từ phía dưới tầng 1 cũng như là tầng 2 lên tới tầng 5, thiết kế ở đây là gỗ lim, mặt bậc của bậc đây. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà. Quý vị ơi, ngoài cái khu vực để chờ thang máy thì trên tầng 3 thiết kế gồm một phòng vệ sinh ở giữa và hai phòng ngủ hai bên. Thì đây là cái phía căn phòng ngủ đầu tiên ở phía bên trong mọi người nha. Đây. Tất cả các phòng căn phòng ngủ đều được lát sàn gỗ đầy đủ rồi. Đấy. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Đây. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim. Ngoài ra ở đây có một cái
cửa sổ để lấy thoáng này, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa của từng phòng đều được lắp đặt đầy đủ. Mời mọi người theo em sang cái căn phòng ngủ phía bên ngoài. Đây, cái căn phòng ngủ ở phía bên ngoài này thì có vẻ nhỉnh hơn một chút so với cái phòng bên trong mọi người ạ. Và nó cũng thoáng hơn nữa bởi vì là cửa sổ này cũng như là cái này là ban công mở hướng ra phía bên ngoài đây. Thực tế tất cả các phòng đều được lát sàn gỗ này, hệ thống trần thạch cao, đèn led này. Quan trọng nhất nó là vị trí diện tích 50m, xây 5 tầng, nhà vuông vắn, mặt tiền cũng như mặt hậu dài 5m và chiều dài của ngôi nhà là 10m. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Wow, phòng vệ sinh rất là rộng mọi người ạ. Đây, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, kệ để đồ này, bồn cầu này, cũng như là lavabo, đây, tủ kệ luôn. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ với cái giá chào bán 7.850.000.000 có thương lượng, bao toàn bộ phí thuế sang tên mọi người nhá. Mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhá. Tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 3 như vậy. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, cái ngôi nhà này đã có 4 phòng ngủ riêng biệt rồi. Đó, 4 căn phòng ngủ riêng biệt, tất cả các phòng đều có cửa sổ chờ thông thoáng, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ. Đây là ô chờ thang máy. Đó. Nói chung cái ô chờ này thì chủ nhà để sẵn ở đây, nếu quý vị nào có nhu cầu lắp thì mình lắp thêm thôi. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 4. Thiết kế cũng y như tầng 3, phòng vệ sinh rất là thoáng, sạch sẽ. Đây là phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài ở phía tầng 4. 4 căn phòng ngủ riêng biệt. Nói chung với cái vị trí này thì dân cư mọi người không phải nhắc tới vì nó quá là đông đúc rồi. Dân trí cao. Tiếp theo, mời ngồi theo em lên trên phía tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà này nha. Quý vị ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người cái ý đồ của chủ nhà là đây cũng là một cái khu vực để có thể lắp bàn bếp ở đây mọi người nha. Có thể để một cái không gian bếp ở trên tầng 5 này, nó rất là thoáng, cửa sổ mở ở đây. Tất cả các cửa phòng đều thông thoáng. Bởi vì nếu như mà quý vị có lắp thang máy thì sau này tầng 5 mà để cái tủ bếp thì rất chi là hợp lý nha mọi người. Đó, đây, riêng phía tầng 5 này thì ngập tràn ánh sáng. Đồng thời, ở phía tầng 5 còn một cái khu vực thờ đây. Phòng thờ riêng biệt ở trên phía tầng 5. Đây, cũng khá là rộng. Đó, cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đồng thời, ngoài ra, phía tầng 5 đây nhà ngoài chia sẻ luôn. Cái khu này là để sau này lắp đặt cái điều hòa ở các phòng ngủ ở phía bên trong. Còn đây là phần sân phơi. Đó. Với cái vị trí căn nhà này thì nó rất là gần một số cái tòa chung cư Mipec Kiến Hưng này, cũng như là gần với lại cái dự án Kiến Hưng Luxury này. Nói chung là nếu như quý vị nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để Ngọc Ánh có thể tư vấn, gửi sổ đỏ cũng như là gửi video cụ thể cho mọi người có thể tham khảo trước khi đi xem nha. Và mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.